Chào thầy cô và các em đang đến với trang http 2.thimpeak.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 5 thi Vimpix giải toán trên mạng lớp 5 vòng 16 vòng thi cấp huyện bảng B. Chúng ta cũng có 3 bài làm nhỏ. Thầy giáo cùng các em bắt đầu làm bài 1. Câu 1. Giá tiền 1 kg gạo tẻ là 7.200.000 đồng. 7.200 đồng bằng 80% giá tiền của 1 kg gạo nếp. Vậy giá tiền của kg gạo nếp là bao nhiêu đồng? Vậy các em thấy rằng 7.200 đồng thì bằng 80%, muốn tìm 100% của kg gạo nếp thì ta phải làm thế nào? Ta lấy bao nhiêu? Ta lấy dạng bài toán dạng mấy ạ? Dạng 2. Dạng 3 chứ, tìm cả mà. Thì ta lấy 7.200. Ta chia 80. 7.200 đúng rồi, ta chia 80. Bằng bao nhiêu đây? Bằng là 90. Ta nhân 100. Bằng 0. Ta sẽ bằng 0,9 bằng bao nhiêu? Bằng 9.000. Vậy 1 kg gạo nếp giá bao nhiêu? 9.000 đồng. Câu tiếp 2. Mai nghĩ ra một số, nếu Mai thêm chữ số 0 vào bên phải số đó thì được số mới hơn số Mai nghĩ là 1.269 đơn vị. Tìm số Mai nghĩ. Với câu 2, các bạn chú ý, đây là bài toán rất đơn giản. Khi mà viết thêm chữ số 0 vào bên phải bất kỳ số nào thì số đó đã 10 lần. Thì số ban đầu là gọi là một lần, số mới sẽ bằng 10 lần bằng nhau, như thế hiệu số phần bằng nhau là 10 chữ 1/9, mà 9 phần thì bằng là 1.269. Vậy các em chỉ việc lấy 1.269 em chia cho 9 thì sẽ ra bằng 141. Ta trở lại, một bể nước hình hợp phương có cạnh là 1,4 m, bể đang chứa 392 lít nước, tính chiều cao của bể biết 1 decimet khối nước bằng 1 lít nước. Với làm câu này thì các em chú ý, các em nhớ này nhá. Ta biết là cạnh của hình lập phương bằng 1,4 m rồi, mà bể đã có tương đương nước rồi, thì em đổi cái 1,4 m này ra bằng 14 dm. Ta lấy 14 × 14 × 14 vì cạnh nhân cạnh nhân cạnh mà, thì sẽ bằng là 2352. Đấy, bằng 2744 decimet khối nước, tức là bằng 2744 lít nước, mà đã có là 392 rồi, em chỉ lấy em trừ đi thì sẽ bằng là 2352. Thì vì bây giờ ta biết là thể tích bằng 2352, muốn tìm cạnh cái chiều cao thì ta chỉ chia mặt đáy, mặt đáy chính bằng 14 × 14 thì sẽ ra bằng 12 decimet. 15 phút cộng 45 phút thì sẽ bằng bao nhiêu? 9 cộng với 12 thì bằng là 21. Cái này phải bằng bao nhiêu giờ? 22 giờ. Năm nay con 4 tuổi, mẹ 31 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi con bằng 25% tuổi mẹ. 25% chính là 1 phần mấy con? 25% là 1 phần 4. Vậy con là 1 phần, mẹ bằng bao nhiêu phần? Mẹ bằng 4 phần. 4 phần bằng nhau thế. Mẹ luôn luôn hơn con bao nhiêu tuổi, con làm được không? Con lấy 31 trừ đi 4 thì bằng hai mấy? 27 đúng không? 27. 27 27 thì hiệu suất phần bằng nhau là, lấy 4 trừ 1 thì bằng 3. 27 chia 3 được mấy? 27 chia cho 3 là 9. Vậy 9, con 9 tuổi, lúc đấy con 9 tuổi, thì năm hiện nay con 4 tuổi, thì vậy khi con 9 tuổi thì còn mấy năm nữa? Còn 5 năm nữa. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm chữ 0 vào giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì nó gấp lên 7 lần số ban đầu. Bài này ta giải một cấu tạo số. Để giải lại bài nào ta làm sau. Gọi số cần tìm là AB. Theo đề bài ta có, ta viết số 0 ở giữa này của AB thì ta được là A0B. Vậy có nghĩa là A trăm không chục với đơn vị thì bằng AB nhân 7. Tương đương với điều này bằng A nhân 100. Phần cái câu số mà cộng với B, cộng không chục thì không biết nữa, thì bằng là A nhân với 10 cộng B nhân với tất cả nhân với 7. Ta nhân một số một tổng thì sẽ bằng là A nhân 100 cộng B bằng A nhân 70 cộng với B nhân 7. Bên này có 100A, bên này có 70A, cả hai bên ra bớt đi 7A nhân 70 thì bên này sẽ còn là A nhân 30 cộng bằng B nhân với, bên này có 1B mà, bên này có 7B thì còn là 6B bằng B nhân 6 trừ 2 vế đi cho A nhân 70 và trừ cho B. Còn lại là A nhân 5 bằng B, thì ta chia cả hai vế cái này, 30 chia cho 6 thì bằng 5, mà 6 chia 6 bằng 1, 1 b nhân 1 thì phí viết bằng b thôi. Suy ra a bằng 1 và b bằng 1 nhân 5 bằng 5. Vậy số cần tìm là 15. Câu số 6. Cho ta giác vuông ABC vuông ở A, viết AB bằng 6, AC bằng 8, BC bằng 10. Tính độ dài chiều cao hạ tự đỉnh A số cạnh đáy BC. Để giải lại bài này các bạn phải vẽ hình ra.
Các bạn thấy rằng là diện tích của tam giác đó là 6 x 8 chia 2 bằng 24 cm vuông. Vì đường cao vuông góc với đáy mà đây là tam giác vuông có đường cao hạ từ đỉnh A lên đỉnh cao sẽ cắt BC và BC tại D, chia BC thành hai đoạn phần bằng nhau. Vậy diện tích của hai phần tam giác là 24 chia 2 bằng 12 cm vuông. Độ dài đường cao DC là 10 chia 2 bằng 5 cm. 5 cm, độ dài đường cao hạ từ A là 12 nhân 2 chia 5 bằng 4,8, đáp số 4,8 cm. Vậy ở đây ta điền 4,8. Chúng ta sang câu số 8, một đội công nhân có 9 người dự định làm xong con đường trong 16 ngày, nhưng do đội bổ sung thêm người nên đội đã hoàn thành công việc sớm hơn 4 ngày. Tính số người được bổ sung thêm, biết sức nào của mỗi người như nhau. Bài này bài toán về quan hệ tỷ lệ thì giả dụ làm trong một ngày thì ta sẽ có số người làm là 9 x 16 bằng 144. Bây giờ do được bổ sung thêm người nên đội đó đã hoàn thành những công việc theo dự định được 4 ngày. Vậy 16 ngày mà trừ đi 4 ngày là 12 ngày đúng không? Số người số công việc ở đây là 144, 144 chia cho 12. 12. Người ta yêu cầu được bổ sung có 9 người bây giờ thành 12, phải bổ sung mấy người? Ta phải lấy 12. 12 trừ 9 bằng là 3. Vậy bổ sung thêm 3 người. Câu 9. Cho tam giác ABC có diện tích bằng 136 cm 36,8 cm vuông, kéo dài BC thành một đoạn DC sao cho BC bằng CD nhân 3, tính diện tích tam giác ABD. Các bạn thấy rằng là ta phải chú ý dữ kiện là khi kéo dài đoạn BC thêm một đoạn CD giao cho BC bằng CD nhân 3, có nghĩa là BC gấp 3 lần CD mà diện tích của tam giác ban đầu của nó là 136,8 cm. Và kéo thêm thì chúng ta có chung đường cao và ta tính được ngay đường cao của nó. Diện tích ACD bằng 1/3 của diện tích ABC ban đầu. Thì ta chỉ việc ta lấy, tìm giá trị một phần, ta lấy 136,8, em chia cho 3 bằng 45,6, sau đó em nhân với 4, bởi vì bằng 4 lần mà, thì sẽ bằng là 182,4. Câu số 10, con đọc câu số 10. Câu số 10, có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3, mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn. Đúng. Bài số 2 có tên đỉnh núi trí tuệ, chúng ta nhấn bắt đầu. Câu đầu tiên. Một người ta lát nền một phòng học căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng những viên gạch hình vuông 40 cm. Vậy để khi đắp kín thì phòng đó có bằng bao nhiêu viên gạch, ta có làm được không? Có. Vậy đầu tiên ta phải tìm cái gì nhỉ? Ta phải tính diện tích một viên gạch. Diện tích viên căn phòng ngắn bằng 6 x 4 bằng bao nhiêu? 6 x 4 bằng 24. 24 m². Ta đổi cho sang cái mét vuông thì bằng bao nhiêu? 24 bằng là 2002000. Bằng 200. Bằng bao nhiêu nào? Bằng 240.000. 240.000. Bây giờ diện tích một viên gạch bằng 40. 40 nhân 40 là bao nhiêu? Vậy ghi vào hình vuông mà ta thấy 24.000. 240.000. Chia bao nhiêu con? Chia cho 1.600. 1.600. Bằng 150 viên gạch. Đã được 10 điểm. Câu thứ hai, một hình tròn có chu vi là 376,8 cm. Vậy diện tích hình tròn bao nhiêu, ta làm được không? Trình bán kính. Ta làm thế nào? Ta lấy 376,8 chia cho 3,14. Chia cho 2 nữa. Chia cho, muốn tìm, tìm biết chu vi, muốn tìm bán kính ta lấy lấy cái chu vi chia cho 3,14. Rồi cho 2. 3,14. Rồi chia tiếp cho 2 bằng là 60 đúng không? 60. 60 ta nhân với 60. Rồi nhân với bao nhiêu nữa? 3,14. Tìm diện tích của hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng là 20 cm. Và chu vi chữ nhật đó bằng 120 cm. Có. Đầu tiên ta tìm nửa chu vi bằng bao nhiêu? Bằng 60. 120 chia 2 bằng 60 cm đúng không? À. Mà chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu? Chiều rộng là 20. 20. Vậy muốn tìm, biết 60 là tổng rồi, vậy tìm số lớn ta sẽ lấy là 60 cộng 20 chia cho 2 thì bằng là 40. Lớp Nam A có số học sinh nhiều nam nhiều hơn số học sinh nữ là 8 em. Tìm số học sinh nam, biết rằng số học sinh nữ bằng 5/12 số học sinh cả lớp. Để giải bài này ta thế biết là tổng số học sinh cả lớp là 12 phần. Thì học sinh có số học sinh nữ bằng 5 phần thì số học sinh nam bằng 12 phần chứ 5 phần 17 phần. Hiệu số vật bằng nhau là 7 chứ 5 bằng 2 phần. Số học sinh nam là 8 chia cho 2, tất cả nhân với 7 bằng 28 học sinh, đáp số 28 học sinh. Trung bình cộng của hai phân số là 25,38, phân số thứ nhất là 11,9, vậy phân số thứ hai là bao nhiêu? Ở bài này cũng làm cũng rất đơn giản thôi. Biết trung bình cộng của hai số bằng 25,38.
Thì ta tính được tổng hai phân số đó ngay bằng cách là lấy 25 phần 38 và gấp đôi lên thì sẽ bằng 50 phần 38. Các em rút gọn bằng 25 phần 19. Vậy biết phân số thứ nhất bằng 11 phần 19 thì phân số thứ hai bằng 25 phần 19. Trừ đi 11 phần 19 thì bằng 14 phần 19. Đáp số 14 phần 19. Kết quả phép tính 3 giờ 12 phút trừ đi 1 giờ 27 phút bằng bao nhiêu phút ta làm thế nào? 1 giờ 45 thì bằng 60, 105, 105, 105 phút. Một con bò nặng 4 phần 7 khối lượng của nó vào phòng chiên yến. Vậy con bò nặng bao nhiêu kg ta làm được không? Vậy ta vẽ sơ đồ ra. 4 phần 7 ta chia cả con bò 17 phần. 3 nhân 7 bằng 21 bằng 21 yến. Kết quả của phép tính 32 phút 12 giây trừ đi 21 phút 27 giây bằng bao nhiêu giây? Vậy kết quả của ta bằng 645 giây. Một người làm xong công việc thứ nhất hết 1 giờ 42 phút, sau đó nghỉ giải lao 12 phút, rồi người đó làm tiếp công việc thứ hai hết 1,6 giờ. Kể cả nghỉ giải lao, người đó làm hai công việc hết tất cả bao nhiêu giờ? Các bạn biết là 1,6 giờ được bằng 1 giờ 36 phút, ta cộng với 1 giờ 42 phút thì cộng 12 phút thì bằng bằng 2 giờ 90. 2 giờ 90 phút ta đổi bằng 3,5 giờ. Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật dài 25 cm, rộng 12 cm, cao 6 cm, hỏi viên gạch đó nặng bao nhiêu gram? Biết cứ 2 cm khối thì nặng 2 gram. Để giải bài được bài này, các bạn chú ý cho thầy rằng là người ta cho biết là cứ 2 cm khối thì nặng 2 gram, mà yêu cầu xem viên gạch này nặng bao nhiêu kg. Thì đầu tiên các em phải dựa vào, ta phải tìm xem là cái viên gạch này bằng bao nhiêu cm khối, thì ta tính được ngay bằng lấy 25 nhân 12 nhân 6 bằng 1.800 cm khối. Vậy cứ 2 cm khối thì nặng 2 gram, vậy 1.800 cm khối sẽ nặng nào? Ta sẽ thấy 1.800, ta chia cho 2 nhân 2 bằng 1.800 gram. 1.800 gram ta đổi bằng 1,8 kg, đáp số 1,8 kg. Thầy cùng em làm sang bài thi số 3. Bài thi số 3 có tên vượt chướng ngại vật. Một hồ nước dài 2 mét, rộng 1,6 mét và sâu 0,8 mét. Hiện hồ nước đã có 3 phần tư nước, hỏi phải đổ thêm vào hồ bao nhiêu lít nữa, thì đầy, biết 1 đề khối bằng 1 lít. Vậy ta tìm thể tích của cái hồ này hẳn bằng cách là 2 nhân với 1,6. Nhân bao nhiêu nữa con? Nhân 0,8 bằng bao nhiêu mét khối nào? Bằng 2,56 mét khối. Bằng 2,56 mét khối. Em đổi ra đề mét khối đúng chưa, thì bằng lẽ là bằng 2 nhân 1.000 bằng 2.560 lít nước. Bây giờ hồ đã có 3 phần tư nước nữa rồi thì em phải tìm, vậy nó thiếu 1 phần tư nước nước đúng không, đang chứa ta lấy 1 chứ 3 phần tư thì bằng mà 1 phần tư. Vậy tìm 1 phần tư nước nữa thì tìm 1 phần tư của 2.566 là chia cho 4 bằng 2.560, con chia cho 4 thì sẽ bằng là 640. Vậy ta đổ thêm 640 lít nước nữa. Chưa, chuyển câu tiếp theo. Theo dự kiến, đến cuối năm, khối năm có 1.250 học sinh đạt loại giỏi. Đến cuối học kỳ 1, khối năm có 850 học sinh đạt loại giỏi. Tỷ số phần trăm của học sinh đạt loại giỏi đã đạt và tỷ số học sinh còn lại trong dự kiến là bao nhiêu? Vậy dự kiến là bao nhiêu đây? Là 1.250. Đã có bao nhiêu rồi? Đã có 850. Bằng 2,125. Ta nhân 100 bằng 212,5. 212,5. Hai tấm bìa có diện tích bằng nhau. Tấm thứ nhất là một hình vuông có chu vi bằng 240 cm. Tấm thứ hai là hình tam giác có đáy là 32 cm. Tính chiều cao của tam giác đó. Vậy ta tính được cạnh của hình vuông bằng 70. Tấm thứ hai có ta là hình tam giác có đáy là 32. Vậy ta phải tìm diện tích của hình vuông bằng cách 70 nhân 70, 4.900. Vậy mà tam giác này có đáy bằng 32, yêu cầu tính chiều cao tam giác. Muốn tìm chiều cao của tam giác ta gấp đôi diện tích ta chia cho cạnh đáy. Một bánh xe lăn 120 vòng được đoạn đường dài là 2.449,2 m, tính đường kính bánh xe đó. Vậy ta lấy 2.400, ta tìm một vòng 2.000, ta phải tìm một vòng đấy đấy, 2.449, 2.449,2 em chia cho 1.200 vòng bằng 2.000.
2041. Sau đó muốn tìm chu vi biết đường cạnh tan nhân chia 3,14 chia cho 3.14 thì sẽ bằng là 0,65. Vậy bên đó sẽ bằng 0,65. Tính tổng tất cả các số, hai chữ số mà mỗi số đó chia cho 5, vậy số đầu dãy là phải mấy nhỉ con nhỉ? Là 10. Là 5 chứ? Là 5. Là 10, là 10 đúng rồi, có hai chữ số là 10. Cuối dãy là bao nhiêu? 95 đúng không? Thế 95 95 trừ 10 chia 5 bằng 85, chia 5 bằng 17, chia cho 2. Chia cho 2 thì bao nhiêu? Bằng cộng 1 bằng 18. Đúng không? 18. 18. 18 chia cho 2. Chia cho 2. Phải chia thì một cặp. Ta tìm ra chỉ một cặp chia 2 thì bằng 9, 9 cặp. Và một cặp thì sẽ bằng là 9, 10 cộng với 95 thì bằng là 105, 105 nhân 9. 105 con nhân với 9 thì sẽ bằng là 945. Và tổng của nó bằng 945. Tính giá trị của biểu thức sau: 1 nhân với 1 trừ 2, 1/2 nhân với 1 trừ đi 1/3 nhân với 1 trừ 1/4 nhân với tiếp tục và nhân 1 trừ đi 1/2007. Khi giải bài này các bạn thấy rằng là 1 nhân 1 trừ đi 1/2 thì sẽ bằng là 1/1 bằng 2/2 trừ 1/2 bằng 1/2. Cái này 1 trừ đi 1/3 sẽ bằng 3/3 trừ đi 1/3 sẽ bằng là 2/3. Và cái này sẽ bằng là 1 trừ đi 1/4 thì sẽ bằng là 3/4. Cái này bằng 1 trừ đi 1/5 thì sẽ bằng là 4/5. Và cuối cùng ta trừ đi 1 trừ đi 1/27 sẽ bằng là 2006 trên 2007. Vậy ta thấy là đều là phép nhân, ta giản ước trên giữa tử số và mẫu số với nhau, ví dụ như ở trên 2 với 2 đã là xong. Và cuối cùng kết quả còn 1/2000, tử số còn lại là 1/2007, ta nhập ở dạng phân số tối giản 1, tử số là 1, mẫu số là bằng 2007. 2007. Vậy ta được 100 điểm.